Hallo, sind Charles. Heute fangen wir an mit dem Abriss von der Wand. Ich baue jetzt erstmal die Türen weg, dann werde ich das Holz rausschlagen und dann werden wir die Wand aussägen, noch ein paar Küchenmöbel wegmachen. Ja, schaut einfach zu. Akkuschrauber ganz normal.
Stefan. Der erste Teil. Anfang nicht gemacht. Gleich geht's weiter. Đó, anh đi đã cắt được một bên. Wie haben die hier Steine gemacht? Die Mauerwerk haben die gemacht aus, das ist spezielles Mauerwerk früher gewesen. Das gibt es jetzt anders, aber es gibt immer noch. Die Folgen, sind praktisch Steine aus Holz gepresst. Die stellen die dann, natürlich schönere wie das hier, stellen die hin. So, am Boden, ja,
Bis hoch, wie hoch die wollen. Ja. Dann leeren die von oben Beton rein und da gibt es eine Mauer. Ja. Außen nicht. Das hier innen nicht Beton. Das ist der Trick an der Sache. Cái bức tường này á, người ta làm những cái viên gạch ngày xưa. Người ta làm từ những cái gỗ nhỏ. Beton, ich Holz. Und hier từ những cái miếng gỗ nhỏ người ta làm theo kiểu như là người ta ép thành những cái miếng gạch đấy. Đây, mình cho mọi người xem nè. Đó, người ta làm thành từng miếng như thế này. Xong rồi khi mà người ta xây xong thì người ta nó có những cái khe, những cái lỗ thì người ta đổ bê tông lên để cho nó kín lại. Thì ông xã mình nói là người ta làm kiểu ngày xưa như thế này á, là để cho cái tường nó ấm. Tại vì nếu như mà làm tường bằng bê tông không á thì nó sẽ rất là lạnh. Có gỗ thì nó sẽ ấm hơn. Cái lớp ngoài cùng này á, tiếng Đức gọi là gips. Tiếng Việt thì mình chưa dịch ra cho nên là mình không biết ha. Đó, thì cái lớp ngoài này nó người ta làm giống như là một cái tấm gỗ vậy đó.